Phân biệt hai chất liệu gỗ và canvas của Tranh slogan văn phòng: gỗ nguyên khối loại MDF Malaysia, gỗ ép nguyên khối in BB phủ melamin chống trầy, nặng hơn tranh canvas. Canvas tranh được in trên vải canvas cao cấp, vải canvas căng cố định trên khung gỗ thông, nhẹ, tránh lọt sáng, thích hợp treo tường thạch cao, vách tạm.